Samuel nói cùng Saul rằng: "Thôi, ta sẽ tỏ cho ngươi điều Đức Giê-hô-va đã phán cho ta đêm nay." Saul đáp: "Xin nói." 17. Samuel nói rằng: "Lúc ngươi còn nhỏ tại mắt ngươi, ngươi há chẳng trở nên đấu trưởng của các chi phái Israel sao? Và Đức Giê-hô-va há chẳng sức dầu cho ngươi làm vua của Israel ư?" Amen. 18. Vậy và Đức Giê-hô-va đã sai ngươi đi mà rằng: "Hãy đi diệt hết những kẻ phạm tội kia là dân Amalek và giao chiến cùng chúng nó cho đến chừng ngươi đã diệt hết chúng nó." Sau ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va, cớ sau ngươi xông vào của cướp làm điều trước mặt Giê-hô-va. Câu 20. Hai chồng mua ra có nghĩa là ông sẽ bị ra để ra xong ông sẽ chết. Sau đó là Saul, câu 12, Saul đã đến Cạc-mên dựng cho mình một cái bia tại đó. Tức là những người mà bản ngã không có tin cậy Chúa thì khi mà làm được một cái việc gì đó thì sẽ thường là muốn tôn cao chính mình, không tôn vinh Chúa. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va nên Ngài cũng từ bỏ ngươi. Rất là dễ xử lý không? Giống như là nóng giận hay tiêu điêu, cãi lẫy hay là đủ thứ chuyện tà học các kiểu. Nhưng trong Galatia nó là mình dễ phát hiện. Nhưng mà sách thiệt mà nó là cái tốt thì nhiều lúc chúng ta để thậm chí là mình cũng bản ngã. Thì điều đó không biết gì, biết tới Chúa ấy. Mà còn nói là làm cho Chúa thì thật ra đó là theo cái quan nhìn của Chúa là ác. Nên Chúa nói rõ là cớ sao ngươi xông vào của cướp là điều ác. Nhưng mà cái điều đó là nó đến từ xác thịt. Cái lý do là đến từ xác thịt. Nên là lại nên tương gặp Amalek đó là chính là xác thịt. Xác thịt là gì? Xác thịt, Chúa không có dựng nên xác thịt. Nó dựng nên con người rất là tốt đẹp, nhưng mà khi con người sa ngã thì Satan nó cộng với cái thân thể mình trở nên xác thịt. Satan nó cộng với cái hồn mình nó trở nên bản ngã. Từ Chúa thì nó đến từ xác thịt của mình thì nó là phá đồ. Nhưng mà nhiều lúc mình nghĩ là cái anh này anh là tiến sĩ chứ anh vô vô thấy cái ảnh đích lợi nó không phải vậy. Chứ không có phải chọn là người tiến sĩ với lại người kia là có tài anh nói này kia là xây dựng ảnh chú trọng những người có tài là, nếu có tài hay có tài khéo có rất là nhiều năng khiếu mà nó không có trải qua thập tự giá thì nó là thiên nhiên thôi, thì nó thuộc về xác thịt. Và xác thịt thì nó sẽ tôn bên chính mình, như nãy giờ em nói là nó sẽ đặt bia cho nó để nó tôn bên con người thiên nhiên đó. Cho nên là nó sẽ là phá đồ chịu thương xót để chúng ta có thể nhìn thấy bản chất của xác thịt và xử lý cả xác thịt xấu cũng như xác thịt tốt. Xác thịt là xác thịt chúng ta có một cái sự công bằng. Hiện nay chúng tôi đó đi gặp những người cũng tin Chúa nhưng mà tôi cũng giữ những cái này là thì là tốt cho Chúa, dâng cho Chúa nhưng mà không làm cho bài Chúa cuộc đời. Nên là Chúa nói là ở trước mặt Chúa đó là tội chống được lại Chúa và đó là Chúa là anh nhân đạo đó là rồi cái hậu quả của nó thì mình thấy là cái thường những cái gì mà không nghe lời theo lời Chúa thì nó chả có đem đến cái kết quả vì quyền năng gì đó. Nhưng mà Chúa cũng nói là đó là những kẻ bất pháp, là những kẻ làm ác bất pháp mà vượt qua rất dễ. Mình nhớ về ấn tượng chuyện sức dầu á. Ngày nãy mình phải sức dầu cũng nghĩa là ngày nãy dầu sức đó chính là thanh lính của Ngài đó. Mà những người là giữ cái lời bánh tự nhưng mà lời đó là lời là lính. Thì em học điều này tôi thấy khi mà anh Lý Thương Thù anh là phụng sự của Chúa rất là thành công ở miền Bắc. Nhưng mà khi mà Chúa ban những lời là phải dừng công việc lại đó, thì anh đánh chiến với Chúa rất là một tháng trời. Cuối cùng là Chúa lìa khỏi sức dầu. Rồi anh khóc ăn năn cho Chúa bắt đầu từ bỏ cái công việc hội thánh tại miền Bắc. Rồi bay về Việt Nam phối hợp với anh nghe thật thánh. Mình đó là cái điều rất là quan trọng. Một người mà phụng sự Chúa thành công mà dừng lại rất là khó rất là tốt chứ họ thành rất là thành công. Muốn để cắt tỉa cái người đó có một cái tật nào đó thì Chúa muốn tức thì mình nói ra để phát ngôn. Vì ngày xưa là vì tiến tí ông Sam đến ông phải nói Chúa hãy dẹp cái hình tượng đó, nếu không ta sẽ thì Chúa sẽ phá đổ cái thành Jerusalem hoặc là lưu đày. Nhưng họ đã từ bỏ hình tượng đó.
thì đó cái lời mà tiến tí nghe cái sứ giàu nó phải nói là cái lời đó. Kẻ thù nghịch thì mình từ ra mình đi yếu tướng cái không phải cái lời đó, nhưng mà cái lời đó là lời bên trong chủ mình muốn hoàn hảo những cái điều gì đó thì mình phải nghe cái sự sức giàu đó. À, lời logos cũng như là lời bema, cái hai lời này cũng phải là không bao giờ mâu thuẫn nhau, mà lời này nó luôn luôn là đi đôi với nhau trong đời sống. Để tiếp tục có sự phối hợp với anh em cho sự cho công tác thực hiện với chủ đề của Chúa, vì là có tương gia, có nuôi, có phúc âm, có tương gia, có nuôi dưỡng, tiếp tục thăm viếng và chúc phước cho công tác của các anh em chúng con. Amen. Chúa soi sáng chúng con để chúng con từ từ chối bàn đá Chúa. Amen. Amen. Ngài lên giữa các năm Chúa ơi. Amen. Là mạnh mẽ mỗi một chúng con. Amen. Chúa là mạnh mẽ hơn người bề trong của chúng con Chúa ơi. Amen. Chúa Giêsu. Xin lòng Chúa. Amen. Cùng bạn đồng hành đi ra Chúa. Amen. Tiếp tục đặt gánh nặng phúc âm cho tin của đời sống chúng con. Amen. Mỗi ngày con đều có danh sách các bạn phúc âm. Amen. Danh sách các thân hữu Chúa. Phối hợp để Chúa làm công việc nhà của Ngài. Amen. Chúa để chân chiên của Ngài. Amen. Xin ngài thăng viên những người mới được bắt tê. Chúa làm cho họ được đầu lại trong nếp sống hội thánh. Amen. Xin Chúa trọng Chúa.